À, hôm nay thì 3 năm rõ 10 rồi nhá. Cô có chồng rồi mà không chịu yên phận, dám đỏ đưa với trai, rồi đưa trai đến tận cửa để tình tứ à? Cô không coi tôi ra cái gì cả. Mẹ có hiểu lầm gì không ạ? Đây chỉ là shipper giao hàng thôi mà. Giao hàng á? Thế cái gì đây? Thằng nào tặng quà cho cô mà lại biết rõ địa chỉ nhà riêng như thế này? Con cũng không biết nữa, con cũng đang không hiểu là ai lại giao quà đến tận nhà được. Mà con có cho địa chỉ ai đâu chứ, hay là họ giao nhầm phòng rồi mẹ ạ? Trời ơi, giao nhầm á? Cô nói cứ đơn giản như không ấy nhỉ? Cô coi tôi là trẻ con nên là cô lừa tôi. Lừa kiểu gì cũng được đúng không nào? Vân bà nói không sai thế nào cả mà. Cô Vân, lại là cô Vân ạ? Cô ấy nói gì ạ? Này bà biết gì chưa? Dồi ôi, cái ngân nhà bà lăng nhăng lắm, nhiều trai theo lắm. Bà nói cái gì? Ngân nhà bà ấy, hôm đó tôi nhìn thấy ấy, nó ôm thằng nào ngoài hành lang ấy tình tứ lắm cơ. Tôi còn qua cả ảnh đây này. Đâu, bà đưa tôi xem. Thế nhưng mà bà phải bình tĩnh đấy, chứ không bà ngã lăn ra đây thì tôi không chịu trách nhiệm đâu đấy. Được rồi, tôi bình tĩnh, bà đưa đây xem nào. Bà cứ khen con Ngân nhà bà nào là đoan trang, nào là hiền thục, nào con gà gia giáo. Đấy, bây giờ nó bôi trò chắc chấu vào mặt bà rồi còn gì nữa. Đúng là cái Ngân đây rồi. Sao nó lại đồ đốn lên như thế này chứ nhỉ? Đấy, không lại bảo tôi đặt điều nhá. Con có ôm ai đâu ạ? Mà sao tự dưng cô Vân cô lại đặt điều nói con như thế ạ? Để con sang làm cho ra nhẽ. Đứng lại, không đi đâu hết. Cô ấy có cả ảnh chụp thằng hoi nhá. Người ta có lòng tốt nên người ta mới cảnh báo tôi, để tôi về tôi dạy dỗ con dâu. Không thì có ngày cô cắm lên đầu con trai tôi mấy cái sừng cho mà xem. Bây giờ cô sang bên đấy, có khác nào cô vạch áo cho người xem lưng hả? Không đi đâu hết, vào trong nhà ngay. Chị An, chị đi đâu đấy? Em có chuyện này muốn nói với chị. Chuyện gì đấy cô? Hôm qua nhá, em đi ra ngoài chợ ấy, em thấy cái bà Bình bán thịt ấy, bà bảo với em là cái Ngân nhà chị nó toàn mua cái thịt ôi thiêu ngoài chợ về để nấu cho chị ăn thôi. Còn nó ấy, nó đi ra ngoài hàng nó ăn đấy. Nó bảo là mẹ cháu già rồi cho nên chỉ ăn như thế thôi cho đỡ tốn kém. Thật hả cô? Vâng. Bảo sao ngày nào nó cũng báo về là không ăn cơm nhà. Hôm thì bảo là ăn ở cơ quan, hôm thì nói là đi ăn với bạn. Hóa ra này, em chỉ nói với chị như thế để cho chị đề phòng nó thôi. Những cái đồ ăn nó nấu cho chị ăn ấy không béo bổ gì đâu nhá. Lục đục rồi. Nghiêng thùng đổ chậu sớm thôi. Con á, cứ chuẩn bị tinh thần mà lao vào ngay nhé. Cô có chồng rồi mà không chịu yên phận, dám đỏ đưa với trai. Nó ôm thằng nào ngoài hành lang ấy tình tứ lắm cơ. Tôi còn qua cả ảnh đây này. Nó toàn mua cái thịt ôi thiêu ngoài chợ về để nấu cho chị ăn thôi. Cô cút ngay. Tôi không có cái đứa con dâu độc như chị. Chị cút, cút ngay. Mẹ nói gì con không hiểu ạ? May mà tôi có quý nhân phụ trợ, chứ không đến bây giờ tôi đang hấp hối để chuẩn bị về với tổ tiên rồi. Chị An ơi, chị An, có chuyện khẩn cấp lắm. Em phải chạy sang đây ngay, không là không kịp ấy. Có chuyện gì mà hai mẹ con cứ sốt sình sịch lên như thế? Bình tĩnh nói cho tôi nghe xem nào. Bà ơi, cái chuyện này là không bình tĩnh được đâu. Chuyện này liên quan đến tính mạng của bác đấy ạ. Làm sao? Tính mạng của tôi á? Tôi bị làm sao? Con, cho bác nghe đi. Dạ. Khó tính lắm. Anh Phương đợt này cũng không có nhà, chị phải ra tay. Mẹ chị cũng nhiều bệnh, chị sẽ bỏ thêm thuốc vào. Con gái kiểu này không mong dưới tay chị ôi phỉ. Đất ơi, sao mày dã man như thế? Nó đầu tôi á. Mẹ, con thực sự không cho gì vào đồ ăn của mẹ. Mẹ phải tin con. Ôi, cô không phải biện minh gì nữa. Tôi biết hết cái bộ mặt của cô rồi. Cô cút ngay về nhà mẹ đẻ của cô. Đợi thằng Phương nó về, tôi sẽ bảo nó ly gì cô. Cô cút. Mẹ, cút ngay. Đi ngay. Mẹ, cút ngay. Mẹ phải tin con chứ. Mẹ. Thôi, chị bớt giận. Đừng vì một đứa chả ra gì như nó mà tổn hại đến sức khỏe đấy chị ạ. Thế bác ạ, cháu không nghĩ chị Ngân lại là người như thế đâu. Bình thường ấy, cháu cũng khuyên chị ấy là phải hiếu thảo với mẹ chồng như là mẹ đẻ vậy. Ai ngờ chỉ vì một chút xích mích thế thôi mà chị ấy dám làm chuyện tày đình như thế bác ạ. Tính ra thì vẫn còn may, nhờ có hai mẹ con cô mà tôi thoát được cái kiếp nạn này. Nghĩ mà vẫn tức quá đi chứ lại. May là cháu không nghe lén được cuộc điện thoại ấy sớm, chứ nếu không thì tôi phải gọi điện cho thằng Phương mới được. Nói cho nó, để nó biết được cái bộ mặt thật của con vợ nó. Đấy,
mẹ có thấy con cao tay không? Cái kế này là độc nhất đấy. Cao tay thật, thế mới là con gái của mẹ chứ. Mẹ bảo này, kế tiếp theo mình phải làm cái gì nữa? Tính ra thì vẫn còn may, nhờ có hai mẹ con cô. Đấy, mẹ có thấy con cao tay không? Cái kế này là độc nhất đấy. Cao tay thật, thế mới là con gái của mẹ chứ. Alo, Ngân ơi, Ngân, nãy mẹ đẩy con có đau lắm không? Đau được ấy, mẹ diễn gì mà diễn thật thế? Mẹ, con nói chuyện với mẹ một lát được không ạ? Cô còn chuyện gì để nói với tôi nữa? Mẹ phải tin con chứ ạ. Con ở với mẹ bao năm nay, tính con như nào thì mẹ phải biết chứ. Với cả là mẹ không thấy lạ, cái nhà bà Vân đấy nhá, có bao giờ chuyện trò gì với nhà mình đâu. Thế mà tự dưng gần đây cứ chuyện lớn chuyện nhỏ như thế, mẹ không thấy lạ. Ừ, giờ con nói mẹ mới để ý đấy. Này, có khi nào mẹ con bà ta có âm mưu gì không? Con cũng nghĩ thế đấy mẹ. Hay là mẹ con mình diễn cái vở kịch này để lột bộ mặt thật mẹ con như thế nhá. Thằng trời với bác là tốt rồi, còn nấu nước làm gì nữa, bác tự làm được mà. Bác ơi, mấy cái này con làm nhòn cái là xong thôi. Là có phải hôm nay anh Phương đi công tác về đúng không ạ? Ừ, nó về rồi, đang nghỉ ngơi ở trong phòng. Gọi điện giục nó về sớm để ly hôn cái Ngân đấy. Để lâu ấy, êm dài lắm mộng. Thế thì từ bây giờ cho con xin phép bác được qua đây thường xuyên chăm sóc bác với anh Phương bác nhá. Thế thì tốt quá. Chứ cái Ngân nó chả biết làm ăn gì cả. Đã thế là còn độc ác nữa, nghĩ đến cái chuyện nó làm mà tức lắm, nó tăng sông luôn ý. Ôi trời, sao nhỉ? Sao tự dưng bác lại hoa mắt chóng mặt đau đầu ấy nhỉ? Ê bác ơi, hay là bác bị trúng gió rồi ạ? Để con đưa bác vào phòng nghỉ ngơi nhá. Anh Phương ơi, anh ngủ rồi à? Cô vào phòng ngủ của vợ chồng tôi làm gì vậy? Tại sao cô lại ở đây? Tôi tưởng là cô bị đuổi ra khỏi nhà rồi cơ mà. Bác An ơi, con độc phụ này nó định vào nhà bác để hãm hại bác tiếp đây này. Cô không cần phải gọi, tôi đứng đây rồi. Bác ơi, sao bác lại ở đây ạ? Cháu tưởng là bác xỉu rồi cơ mà. Chắc cô bất ngờ lắm phải không? Mánh khóe của mẹ con nhà cô ấy còn non lắm. Nếu mà tôi không nhầm ấy thì chuyện tấm ảnh ôm ấp và... Đúng, là tôi làm đấy. Kể cả vụ ghi âm ấy cũng là tôi dựng lên đấy. Cô làm như vậy là có ý gì? Ý gì á? Bao lâu nay tôi đã thầm yêu anh Phương. Cô là cái quái gì mà xuất hiện rồi cướp anh ấy đi khỏi tôi? Nếu mà không có cô ấy thì tôi mới chính là con dâu của cái nhà này, là vợ của anh Phương. Mẹ con cô tưởng tôi ngu chắc, vải thưa lại đòi che mắt thánh. Cô phá hoại hạnh phúc gia đình nhà cây Ngân để bắt thằng Phương nó đổ vỏ cho cái thai trong bụng của cô chứ gì. Tại sao bà với cả chị ta lại biết? Muốn không biết ý thì đừng có làm. Mẹ đuổi cổ chị ta ra khỏi nhà thành công rồi, bây giờ cái thai trong bụng con, thế là được đổ vỏ rồi đấy. Đến là khổ với chị thôi. Tại sao lại phải nhục nhã thế hả con? Tại sao cứ phải đi phá hoại gia đình nhà người khác là thế nào? Thôi kìa mẹ, có gì mẹ giúp con với. Dù sao thì con thích anh Phương nhà bác An thật mà. Bây giờ để tôi lôi cô về trả cho mẹ cô, xem là hai mẹ con cô còn cái lỗ nào để mà chui xuống không nữa nhá. Đi. Khổ thân con dâu của mẹ, chịu ấm ức nhiều rồi. Con cảm ơn mẹ, chỉ cần mẹ lắng nghe và hiểu cho con là được rồi ạ.